À, vâng, xin chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Hôm nay bên em vừa về được một ít cái dòng giải mã của Topping. Đấy, thì đây là dòng giải mã của Trung Quốc rất là nổi tiếng. Thương hiệu này thì chắc là những cái ai mà đang chơi giải mã thì sẽ đều biết đúng không? Đấy, thì bên em có về Topping D90 MQA. Đấy, đây là bản cao cấp nhất của hãng Topping. Ở thời điểm hiện tại, giá bên em đang bán là 19 triệu. Đấy, thì có hai màu. Tiếp theo đến là có Topping E30. Đấy, đây là cái dòng nâng cấp của D30 này. Cũng chơi DSD 512 và tần số lấy mẫu là từ 768 kHz. Đấy. Rất là cao. Có nhiều màu lắm, màu xanh, màu đen, màu bạc. Đấy, mọi người thấy không? Màu bạc. Nó còn có cả màu đỏ nữa, nhưng mà hiện tại thì bên em lại không về được màu đỏ. Đấy. Con này rất là hoa lá cành luôn. Tiếp theo đến là có Topping D50. Đấy, thì đây là những cái con mà bên em bán rất là nhiều rồi. D50E, D50S. Thì bên em lại không bán D50 nhá mọi người nhá, chỉ bán D50S. Đấy. Thì về được đôi ba chục con. Thì hôm nay bên em có về một cái dòng nữa. Đấy. Cái dòng này là dòng nguồn nhá mọi người nhá, nó không phải là DAC. Cái dòng này là nguồn tuyến tính để nuôi cái DAC. Đấy. Thì trước mặt mọi người đây là cái con nguồn tuyến tính P50. Mọi người thấy không? P50. Nguồn tuyến tính là cái gì? Thì mọi người cứ nôm na bên trong này nó có một cái cục biến áp cách ly nhỏ. Đấy. Biến áp cách ly để ra điện là từ 220 ra 5V, và có hai cổng ra 5V và một cổng ra là 15V 1A. Đấy, để nó sinh ra cái nguồn này để cho chúng ta có thể là kết nối với cái E30. Đấy, chúng ta có thể kết nối được. Đấy. Hoặc là D50S. Đấy. Thì nó ghép với D50S thì sẽ là hợp hơn. D50S hoặc là cái am ấy, cái chuyên dùng cho tai nghe đấy, là con A50. Đấy, thì đây là các cái bộ ba sản phẩm của nó. Ở đây thì em không bán cái dòng A50 chuyên cho tai nghe. Đấy, chỉ có bán cái DAC với cái nguồn thôi. Mọi người thấy không? Nó cùng một cái kiểu thiết kế, chính vì vậy mà nó lắp ghép lên nhau là sẽ cực kỳ là đẹp. Mọi người thấy không? Rất là vuông vắn, vuông thành sắc cạnh. Con này thì khá là nặng mọi người ạ, khoảng hơn 1 cân đấy. À, tầm 1 cân thôi. Đây là nguồn biến áp cách ly bên trong. Thì cái biến áp cách ly ấy thì chắc là mọi người cũng ai chơi âm thanh thì đều biết rồi đúng không? Đấy. Biến áp cách ly thì nó có hai loại. Đấy. Là có thể là nó dùng bằng xuyến, nguồn xuyến, hoặc là có thể là loại vuông. Đấy. Thì cái ưu điểm của nó là thứ nhất là cái nguồn này nó không bị giật, và thứ hai là nó sạch. Nó ra nguồn điện nó rất là sạch. Đấy. Còn biến áp cách ly là gì thì mọi người cứ tra lên trên Google cho em nhé. Đấy. Nôm na là hai cái cuộn sơ cấp và cái bộ cuộn dây thứ cấp thì nó ghép với nhau bằng từ. Đấy, nên là nó không dính với nhau, thì nó cách nhau ra thì gọi là cách ly. Nôm na là như vậy. Đấy, liên kết với nhau bằng từ cho nó dễ. Thì nên nó không truyền điện thì gọi là cách ly. Thì ngoài biến áp cách ly ra thì gọi là biến áp. Có cả biến áp tự ngẫu, thì cái loại tự ngẫu thì nó rẻ tiền hơn và nó vẫn bị nhiễu. Con này thì nó không bị nhiễu và nó không bị giật. Thì ở trong cái thiết bị con Topping P50 này đấy, thì nó ngoài cái biến áp cách ly bên trong ra, nó có một cái cục nguồn kín kín màu xanh xanh ấy. Thì em có để link website ở đây, thì mọi người có thể lên lên website để tham khảo thêm. Thì ở trong cái thiết bị này đấy, nó ngoài cái cục biến áp ra thì nó còn chip nữa, nó còn chip với các con tụ nữa. Thì thứ nhất là các cái tụ để nó nắn các cái đầu vào và đầu ra. Ví dụ như là điện đầu vào nó không đạt 220 hoặc là nó có thể tụt xuống, thì là tụ nó sẽ bù vào.
hoặc là nếu mà nó cao quá thì nó sẽ nạt vào đấy, và nếu mà nó thấp thì nó sẽ phóng ra để nó đảm bảo cho chúng ta cái nguồn nó ổn định nhất đấy, và đầu ra nó cũng như vậy. Ngoài ra đấy thì ngoài tụ ra thì nó còn các cái con chip nữa đấy, con chip để nó điều chỉnh các các cái tần số thấp đấy. Ví dụ như là những cái con chip TPS 7A4700 đấy, nó dùng ba con chip như vậy. Nôm na là cái tác dụng của con này là nó cho chúng ta một cái nguồn điện sạch hơn đấy, và nó sẽ cải thiện cho chúng ta về âm thanh. Thì mọi người đều biết rồi ấy, là chơi âm thanh ấy, thì cái nguồn điện cực kỳ quan trọng. Đấy là cái điều đầu tiên để cho chúng ta có một bộ dàn nó ưng ý, nó ngon lành, đúng không? Ở đây thì mọi người nhìn này, nó có cái công tắc gạt là điện 230 hoặc là gạt sang nữa thì là 100. Chúng ta có thể là cắm nguồn của cái điện lưới vào đây, hoặc là nếu mà ai có cái biến áp rồi mà dàn chúng ta chủ yếu là toàn dùng nội địa đấy, thì chúng ta gạt sang đây để lấy cái điện 100 đầu vào. Đấy. Kết nối con này thì nó cũng rất đơn giản thôi, chả có gì cả. Mọi người thấy không? Đây nhá. Đây là cái đầu ra này, đầu ra mọi người nhìn này, nó có hai cái cổng USB là 5V 1A, thì chúng ta kết nối ví dụ như là cái thiết bị topping này D50S, nó có tặng kèm cho chúng ta một cái dây USB như này, thì chúng ta cắm vào đây để lấy nguồn, và một đầu là cắm vào đây đấy, như vậy là xong. Hoặc là đây có cái cổng 15V này để dùng cho con A50 hoặc những cái thiết bị khác chúng ta đều dùng được đấy. Cắm một đầu này và một cái đầu nữa để cắm vào trên con này. Đấy. Đấy là dùng cho con A50 mọi người nhé, chứ không phải con này. Con này mọi người lưu ý này, DC 5V thì chúng ta chỉ cắm được ở đây thôi. Đấy. Thì tất cả những cái thiết bị chúng ta dùng DC 5V 1A là chúng ta có thể cắm được. Ví dụ như là con E30 hoặc là kể cả chúng ta sạc điện thoại nhé, đều được. Còn sạc điện thoại thì bảo nó có nhanh hơn không thì cái đấy nó không nhanh hơn đâu. Đấy, sạc nhanh nó khác, chỉ có điều là sạc được thôi. Em sẽ giải đáp cho mọi người là tại sao mà cái con D50S với cái con D70S nó lại chênh nhau tiền nhiều như vậy. D50S thì giá bình thường nó khoảng như bây giờ bên em đang bán là 5 triệu mốt, còn D70B đấy, có nghĩa là Bluetooth đấy, D70B thì nó có giá là 13 triệu. Đấy, thì tại sao mà nó lại chênh nhau nhiều như vậy? Thì xin thưa mọi người là thứ nhất là chênh nhau về phần chip, thứ hai là cái thông số kỹ thuật, và thứ ba nữa đó là cái phần 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 phụ kiện, phần nguồn này. Đấy. Ví dụ nhá, ví dụ như những cái con D70 hoặc D90 thì ở trong này nó có cái nguồn sẵn rồi, nó có cái nguồn tuyến tính sẵn ở bên trong này rồi. Đấy. Mọi người thấy không? Thì chúng ta có thể cắm trực tiếp nguồn điện lưới vào đây, thì nó sẽ có một cái bộ lọc nguồn này. Đấy, nó có tích hợp sẵn con này vào bên trong này. Chúng ta có một cái nguồn sạch sẽ để dùng. Đấy. Thì cái con D50 này nó không có, mà nó sẽ tách rời ra cho chúng ta có sự lựa chọn. Thì tại sao mà nó lại giá nó lại rẻ hơn? Đấy, còn nếu mà combo đi cả bộ như thế này thì chúng ta lại phải thêm tiền, và cái giá thì nó khác, thì nó sẽ không chênh nhau quá nhiều nữa. Cái nguồn này P50 này thì bên em đang phân phối và bán ra với cái giá là 2.950.000. Còn tất nhiên là ở thời điểm hiện tại, còn ví dụ như một năm nữa thì nó có thể là dao động một vài chục, hoặc có thể là lên đến 2.990.000, hoặc cũng có thể nó tụt xuống. Đấy, thì chuyện đấy là cái chuyện bình thường. Thì trước khi mà mua hàng thì mọi người liên hệ lại với em là cái giá của nó là bao nhiêu nhá mọi người nhá. Và khi mà bán hàng cho mọi người thì bên em đều có một cái thẻ bảo hành như này mọi người ạ. Đây có các cái địa chỉ và số điện thoại để liên hệ. Đấy. Ngoài ra thì trên sản phẩm có cái tem nữa và phiếu bảo hành nữa để bảo hành cho mọi người. Các cái sản phẩm này thì bên em đều bảo hành cho mọi người 12 tháng nhé. Còn
Em nói qua một chút về các cái giải mã của Topping. Thì đây là cái dòng giải mã rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Thì cao cấp, đây nó gọi là khá là cao cấp đấy. Còn cao cấp hơn nữa thì có những cái hãng, ví dụ như là em đang bán là Pegasus, nó cũng đắt. Những con Pegasus thì thiết bị DSC của nó tầm khoảng 1.000 đô trở lên. Hoặc là có những cái con Denaship. Denaship của nó thì có những con Terminator ấy, đấy, của nó tầm khoảng 6.000 đô thì là khoảng 120 triệu. Đấy. Thì còn có những cái hãng khác nữa cơ. Đấy. Thì đấy là những cái hãng mà nó nổi tiếng và nhiều người biết đến. Đấy, đều là của Trung Quốc nhá. Những con đác là trên 100 triệu cũng của Trung Quốc. Thì để mọi người biết được rằng cái đác của Trung Quốc không phải là hàng vớ vẩn đâu, mà khi nó vớ vẩn khi mà Việt Nam chúng ta sang bên Trung Quốc đặt và copy hàng nhái theo cái ấy, theo một cái nhu cầu mà người đặt hàng. Đấy. Ví dụ như là mọi người sang bảo là đặt cho tôi một cái con đác như thế này, giống như thế này với cái giá rẻ hơn. Đấy, thì những cái hãng nổi tiếng này thì người ta sẽ không làm, mà chỉ có những cái công ty nó non trẻ hoặc là yếu nó với gia công thôi. Chính vì vậy mà mọi người để ý đấy, những cái điện thoại đấy, Oppo hoặc là Xiaomi hoặc là Huawei ấy, đấy, những con Huawei đấy, thị trường của nó rất là lớn và cực kỳ nổi tiếng. Nó cũng có những cái model nó không kém gì iPhone hoặc là Samsung cả. Đấy. Ở đâu thì cũng có hàng chất lượng và hàng rẻ tiền cả thôi. Em thì em không cổ suý cho mọi người là chơi hàng Trung Quốc. Tuy nhiên là nó là cái sản phẩm mà chúng ta mới bước vào chơi, có thể tham khảo. Cái chất lượng của nó cũng rất là tốt. Nhưng mọi người lưu ý là phải mua hàng hàng thương hiệu một chút nhá. Vâng, vừa rồi là em sâu hàng những cái mà Topping, những cái giải mã bên em vừa về, cũng như là giới thiệu cho mọi người cái nguồn tuyến tính P50. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và ủng hộ cho HD Audio trong thời gian vừa qua. Mọi người cần tư vấn điều gì hoặc là cần hỗ trợ thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp tới hai số hotline mà em để trên màn hình. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của HD Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.